Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Không ai trông coi, bé gái 8 tuổi ngã từ lầu 4 vỡ hộp sọ. Giật mình bởi tiếng động lớn, người mẹ vội chạy ra thì thấy con gái 8 tuổi nằm bất động dưới chân cầu thang. Ngày 23 tháng 8, bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực cấp cứu cho bé Linh An 8 tuổi ngụ tỉnh Bình Dương, bị vỡ nứt hộp sọ nhiều điểm, dập não và xuất huyết phổi. Theo người nhà bệnh nhi, chừng 4 ngày trước khi bố mẹ bận việc dưới tầng trệt, cô bé chơi một mình trên lầu 4 tại nhà riêng của gia đình. Một lúc sau, người mẹ giật mình bởi tiếng động mạnh. Khi chạy ra thì phát hiện cô con gái nằm bất động dưới chân cầu thang. Bé An được đưa tới cơ sở y tế địa phương cấp cứu rồi được chuyển lên bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu. Qua kiểm tra hình ảnh, bé bị vỡ nứt hộp sọ nhiều nơi, vùng trán, đỉnh, chuẩn, dập não và xuất huyết nội sọ, dập phổi bên trái. Sau quá trình điều trị, sức khỏe của bệnh nhi đang từng bước được cải thiện. Đã tiếp xúc khá hơn, tự thở được khí trời. Kết quả chụp CT cho thấy não của bé đã bớt phù, tình trạng xuất huyết không tăng thêm. Tuy nhiên, tiên lượng điều trị thì bác sĩ chưa thể nói trước. Theo nhận định của bác sĩ này, rơi tự do từ lầu 4 có độ cao từ 15 đến 16 mét xuống nền gạch thì cơ hội sống rất mong manh. Có thể trong quá trình ngã, bé đã bị va đập vào thành của cầu thang, vô tình lại trở thành vật cản giúp giảm trọng lượng của cơ thể khi tiếp đất. Nếu may mắn được qua cơn nguy kịch, bé vẫn có thể đến trường đi học. Song những tổn thương não có thể sẽ khiến cho bệnh nhi bị động kinh, bác sĩ Vinh nói. Bé gái 9 tuổi mang bướu vú khổng lồ. Bé Lan Anh 9 tuổi được mẹ đưa đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng bị sưng lớn, đau nhiều ở vùng ngực bên trái. Khoa ung bướu ngoại tổng quát bệnh viện Quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật cắt trọn khối u lớn chiếm gần trọn vú của bé Lan Anh 9 tuổi. Trước đó bé gái này được mẹ đưa đến khám trong tình trạng bị sưng lớn, đau nhiều ở vùng ngực bên trái. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện cô bé 9 tuổi bị một bệnh lý rất hiếm gặp là bướu sợi tuyến khổng lồ ở trẻ. Khối bướu lớn nhanh gây đau và mất cân bằng đối bầu ngực. Các bác sĩ đã phẫu thuật cắt trọn khối u ở diện tích 8 x 10cm, chiếm gần trọn vú trái của bé. Trong khi mổ, các bác sĩ đã cố gắng giữ lại phần mô vú bình thường nhằm bảo đảm bộ ngực của bé vẫn phát triển bình thường khi lớn. Bác sĩ Nguyễn Triệu Vũ, khoa ung bướu và ngoại tổng quát cho biết, phần lớn trường hợp bị khối u ở phụ nữ trẻ là lành tính, trong đó bướu sợi tuyến là nguyên nhân thường gặp nhất. Đa số bướu sợi tuyến thường xảy ra ở bệnh nhân từ độ tuổi 20 đến 30 tuổi. Riêng trường hợp bé gái mới có 9 tuổi là cực kỳ hiếm, gây nhiều khó khăn trong cả chuẩn đoán lẫn điều trị. Trong khi thăm khám, nếu bác sĩ không kiểm tra kỹ, theo dõi sát có thể nhầm với tình trạng phát triển của trẻ trong tuổi dậy thì hoặc do nhiễm trùng, áp xe. Khi phát hiện bệnh, nếu bướu lớn nhanh, gây đau, biến dạng thì phải cắt bỏ. Quá trình mổ, bác sĩ phải rất cẩn thận, không làm mất đi mô vú lành tính, nếu không bé sẽ bị biến dạng bộ ngực khi trưởng thành. Bệnh nhân nên đến cơ sở chuyên khoa để được bác sĩ đánh giá và xử lý chính xác, bác sĩ Vũ nói. Tên bệnh nhân đã được thay đổi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.